Đây em thấy không ạ? Rất là nhiều cái lồng bè nỉ của anh em mà đang bên tiến hành để cho bên em xử lý. Đây, anh em có thể thấy rất là nhiều lồng bè nỉ nhá. Đây, 4 5 riêng ở khu vực này đã là 4 đến 5 xe rồi. Và những cái lồng bè mà bị rách, đây anh em này, bên em đang xử lý con này đã bị rách. Nó toạc hẳn này ra nhá. Và đây tiến hành để gia cố lại cho anh em và tạo lấy cái form nguyên form lại cho anh em này. Còn đây là đây anh em thấy, có thấy thẩm mỹ, có thấy đẹp không ạ? Đây là một cái bộ lồng vè của dòng xe Mazda 3. Mazda thì bên em làm rất là nhiều. Anh em có thể thấy là cái lồng vè sau khi đã làm xong. Anh em thấy không ạ? Màu rất là đẹp. Và thứ hai là có độ dẻo dai. Anh em cứ lo là không. Đấy nhá. Đây. Anh em thấy không ạ? Sau khi bẻ vào. Nếu như là cái lồng vè nỉ. Em nói anh đem đây. Đây là cái lồng vè nỉ của anh em này. Sau một cái thời gian sử dụng. Đây. Đây là một cái lồng vè nỉ. Mà bên em đã tháo ra này. Đấy. Sau cái thời gian sử dụng thì anh em thấy không? Form nó sẽ không còn vào, form mà không còn dáng nữa. Còn đây là cái lồng vè sau khi mà đã làm xong, đảm bảo với anh em là dẻo dai. Và anh em cứ lo lắng là cái vấn đề ồn đúng không ạ? Làm cái này cái hóa chất nó cao cấp, cái lồng vè này nó sẽ dẻo như cả cái cao su, nên là cái vấn đề tiếng ồn nó sẽ hạn chế hết mức thấp nhất cho anh em, để anh em và cái gói bảo hành lên 5 năm cho anh em nhá. Đấy. Anh em mà các đi các dòng xe mà thấy cái dòng xe của mình đang là dòng vè nỉ như thế này thì đến ngay Akala để bên em khóa cứng lại cho anh em đi làm một lần và sử dụng trọn đời xe. Cảm ơn anh em.